Bao nhiêu lâu thì nên dọn nó hết một lần ạ? Đấy, đấy là câu hỏi mà hầu như các bác mà đi xe mà bác rất hay hỏi, mà không biết là cái xe của mình nên định kỳ dọn bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu thì nên dọn một lần. Thì bình thường định kỳ khoảng độ 6 tháng đến 1 năm thì các bác nên dọn nội thất cho mình lại một lần để cho chiếc xe của mình luôn sạch đẹp, và cái nhựa này các bác được dưỡng đều để lấy lại những cái màu nguyên bản của chiếc xe, tạo độ bóng và độ lì. Đấy. Và bảo dưỡng cho chiếc bộ chi tiết nhựa, chi tiết da không bị lão hóa. Đấy, là cái đầu tiên. Và những cái khe kẽ này, và thứ hai là khi mà các bác đi bên trong xe này, khi qua nội thất xe mà sạch sẽ thì làm cho chúng ta cảm thấy rất là thoải mái và nhìn được cảm thấy nó yêu chiếc xe của mình hơn. Đây các bác có thể nhìn thấy đây là chiếc VinFast Fadin mà qua bên em chăm sóc lại tổng thể, dọn lại nội thất chuyên sâu này, vệ sinh khoang động cơ này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây. Cái xe từ 2020 đến bây giờ là 4 năm. Đấy, sau khi vệ sinh các bác nhìn thấy cái thay đổi lớn không ạ? Cái gioăng cửa này sẽ được vệ sinh lại hoàn toàn. Đấy. Gói này thì đã tháo ghế hoàn toàn ra để mà vệ sinh. Đây, các bác có thể nhìn thấy đây, bên trong bên em tháo hết toàn bộ này ra, vệ sinh lại toàn bộ những ngóc ngách ra. Anh em có thể thấy đây, sau khi vệ sinh xong. Đấy, lấy lại vẻ đẹp nguyên bản của chiếc xe. Đấy, sau nhiều năm sử dụng mà cái xe của mình vẫn còn đẹp bọc bóng và đẹp như thế này. Và cái thứ hai đấy là cái khoang động cơ của anh em. Anh em có thể thấy là cái khoang động cơ là một cái khá là quan trọng. Khi mà các anh em lâu ngày không vệ sinh thì thật ra là sẽ làm cái môi trường cho chuột, bọ, rắn, rết nó sẽ ở nó trú ngụ trên này. Vẫn nhất là con đầu đen, con chuột ấy, nó rất hay nằm ở trên này và đái ở trên này. Và có nghiêm trọng hơn có thể cắn hết những cái dây điện như này. Đấy. Nó các bác không chăm sóc thường xuyên để phát hiện, một thứ nhất là khi mà chăm sóc thường xuyên các bác sẽ phát hiện ra được là cái khoang máy của mình nó có bị hư hại gì không này, và để em báo cho các bác để các bác biết để xử lý sớm không có những cái thiệt hại về sau này. Kiểm tra lại hoàn toàn được nước máy này, hệ thống điện của xe này có vấn đề gì không thì bên em sẽ báo cho bác. Vì giờ là cứ nói là ô tô thôi, nhiều bác con trai hoặc con gái đi cũng có thể là không bao giờ biết được là cái xe của mình nó bị tình trạng như nào. Rất là nhiều người bị tình trạng như thế và có qua bên em, và đến lúc em báo thôi, em nhắn tin và em thông báo cho thì mới biết là cái xe nó đang bị tình trạng như thế này. Còn anh em hầu như là cứ đổ xăng vào và đi. Đấy. Còn anh em nào mà chưa biết vệ sinh nội thất đâu nhá thì hãy đến với Akala Thái Nguyên nhá, để bên em vệ sinh cho các bác hóa chất chuẩn chỉ, đảm bảo các bác là toàn hóa chất chính hãng, vệ sinh cho các bác sạch đẹp, bảo dưỡng lại toàn bộ cái hệ thống da, và có những cái gói khử mùi khử khuẩn trong xe để cho chiếc xe của các bác thơm tho sạch sẽ. Cảm ơn các bác.